Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời mục 3, trang 43, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung mục 3 như sau. Ba nhỏ, xác định công suất của quạt điện. A. Tính và ghi giá trị công suất của quạt đối với mỗi lần đo vào bảng 2. B. Tính giá trị công suất trung bình của quạt điện. Ta trả lời mục 3 như sau. Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta điền giá trị đo được vào bảng 2 như sau. Ở lần đo thứ nhất, với hiệu điện thế U1 bằng 2,5V thì cường độ dòng điện tương ứng là I1 đo được bằng 0,41A. Ở lần đo thứ hai, hiệu điện thế U2 cũng bằng 2,5V, cường độ dòng điện I2 đo được bằng 0,39A. Ở lần đo thứ ba, hiệu điện thế là U3 bằng 2,5V, cường độ dòng điện là I3 đo được bằng 0,38A. Dựa vào giá trị của các lần đo này, ta sẽ tính công suất của quạt điện như sau. Ở lần đo thứ nhất, hiệu điện thế là U1 bằng 2,5V và cường độ dòng điện là I1 bằng 0,41A. Công suất của quạt điện tương ứng là P1 sẽ bằng U1 nhân I1 và bằng 2,5 nhân 0,41. Kết quả sau khi bấm máy tính, ta thu được P1 bằng 1,025W. Tương tự với lần đo thứ hai, P2 sẽ bằng U2 nhân I2 bằng 2,5 nhân 0,39. Kết quả bằng 0,975W. Ở lần đo thứ 3, P3 bằng U3 nhân I3 và bằng 2,5 nhân 0,38. Kết quả P3 bằng 0,95. Dựa vào các kết quả vừa thu được ở bảng 2, ta sẽ tính giá trị công suất trung bình của quạt điện như sau. P trung bình của quạt điện sẽ bằng P1 cộng P2 cộng P3 và chia cho 3. P1 có giá trị bằng 1,025W. P2 có giá trị bằng 0,975W. Và P3 có giá trị bằng 0,95W. Kết quả sau khi bấm máy tính, ta tính được giá trị công suất trung bình của quạt điện bằng 0,983W. Vậy, đến đây, ta đã trả lời xong mục 3.